Chưa quý vị được ru ngủ nữa phải không? Trời ơi, có phước quá. Tu kiểu này mà không hết phiền não nữa là thôi á. Ước gì ngày nào mình cũng được ru ngủ. Hãy mình được ru ngủ quen mà mình không có được ru ngủ, nó bị cắt ngang, không có cung ứng cho mình, không có đáp ứng cho mình nữa, thì mình lập tức là khó chịu. Mình tới đây mình thích nghe thầy Thiện Thượng giảng, thích được nhìn thấy, nhưng mà đi trễ quá, ngồi phía sau cây cột, thấy cây cột, không thấy gì hết, bực bội. Trạng thái tâm lý bực bội khó chịu đó, đạo Phật gọi là phiền não. Phiền não có hình tướng như thế nào? Và nó có tác hại ra làm sao? Và làm thế nào để chúng ta có thể buông bỏ được phiền não? Hôm nay Thầy xin phép được trình bày với tất cả hội chúng của Chùa Quan Âm qua chủ đề phiền não và cách diệt trừ. Chủ đề này là chủ đề được đặt hàng trước đó quý vị. Thầy chủ trì đây. Thầy đặt hàng đó. Thầy nói đầu năm vô tu tập làm sao mà cho bớt phiền não. Mà không những thế mà khi trở về với đời sống thường nhật ở gia đình của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ được an lạc. Chứ Thầy thấy có nhiều Phật tử tu ở tới chùa tốt lắm, nhưng về nhà thì thôi, nanh gút còn nguyên, cũng hung dữ, cũng tào lao, cũng bà tám, cũng nhiều chuyện. Tới chùa rất dễ thương mà về nhà thì trời ơi, thương không dễ. Sao ngộ vậy? Có một vị Phật tử nọ đi tới chùa Thầy. Quý vị biết, nói chuyện với chồng là mặn chát à. Thầy nó bỏ một tí đường vô con cho nó dịu lại. Nói chuyện với hai đứa con thì nạt không. Thầy nói sao kỳ vậy, con là cô giáo mà sao con nói chuyện gì khó nghe vậy con. Thì cái vị Phật tử đó mới nói là gì? Thưa sư phụ, con nói thiệt, ở trong cái nhà của con á, con nói chuyện ngọt ngào không ai nghe hết chứ. Mà la làng, la sớm lên, hét toán lên thì mới chịu nghe. Dọn cơm rồi không ăn, la cho ba lần, bốn lượt thì ông chồng mới chịu bỏ tờ báo xuống, hoặc là mới chịu tắt tivi mới tới ăn cơm. Tự nhiên con trở thành bà chằn, chứ con đâu có muốn, con vẫn là thục nữ mà. Rồi mấy đứa con cũng vậy, can thiệp rồi nói bằng cách là la, nó mới nghe, còn không la nó không nghe đâu. Phiền não là gì? Nó có rất là nhiều trạng thái tâm lý phản ứng ra trong cái đời sống thường nhật của chúng ta, rất là đa dạng. Từ cái trạng thái về sinh lý cho tới tâm lý, gây những cái hiệu quả, những cái hiệu ứng khiến cho chúng ta bực bội, chúng ta không hài lòng, chúng ta khó chịu, cái đó gọi là phiền não. Thí dụ như chúng ta ngồi thiền lâu nè, tê chân, ngứa ngáy, cái đó nó thuộc về cơ thể sinh lý, tức là cơ thể vật lý của chúng ta nó phản ứng ra. Hoặc là ăn cay quá chúng ta cảm thấy khó chịu, ăn mặn quá chúng ta cảm thấy không thích. Cái phản ứng đó nó từ nơi cơ thể vật lý nó tác động. Còn những trạng thái tâm lý, ví dụ như chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy tức giận, chúng ta cảm thấy bực bội, những cái mà đem đến cho chúng ta không hài lòng, gọi đó là phiền não. Thí dụ như một người mình không thích mà nó cứ sáp vô mình hoài, trong khi cái đứa mà chúng ta thích
thì nó dạt ra, nó kiếm người khác. Cái người thì thơm tho, mình muốn ngồi nói chuyện lâu một chút thì nói không được. Còn thằng quỷ kia nó chua như một cái nồi canh chua, nó cứ nhào nhào vô là mình khó chịu vô cùng. Tất cả những cái đó là phiền não. Thí dụ như mấy cô đi làm nail, mình thích sơn cái màu này, cái người thợ bạn hơi cái mình sơn cái màu kia, xong rồi mình về cái mình cằn nhằn khó chịu, ba bữa sau mình trở lại bôi ra sơn lại màu khác, cái cảm giác đó cũng là phiền não. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, phiền não này nó có chừa ra không? Nam, nữ phân biệt không? Già, trẻ nó có phân biệt không? Con nít nó có phiền não không? Có không? Ai nói có rồi giơ tay lên đây cả. Con nít á, con nít nhỏ xíu á, có phiền não không? Ai nói không rồi giơ tay lên coi. Thôi khỏi bàn nữa, trời ơi, rơm rã quá. Chứng tỏ quý vị không có thuộc bài. Thầy mới nói cái đợt đó. Phiền não là những trạng thái tâm lý khiến cho mình khó chịu. Con nít nó có khó chịu không? Trời nóng quá, nó chịu không nổi, nó nổi sải, nó đổ mồ hôi, nó bực bội, nó phiền não không? Phiền não, bây giờ nó rương nít nó mới đẻ nè, mấy tháng nè, nó khát sữa. Mà mẹ nó mắc lo buôn chuyện, ôm cái điện thoại nói chuyện miết rồi, bỏ đứa con khóc lòi rúng luôn. Vậy đương nít nó phiền não không? Phiền não. Ngay cả khi chúng ta mặc đồ cho nó mà nó dày quá, nó nóng nực, nó bực bội, nó khó chịu, nó cũng phiền não. Chứ đâu phải đợi cho chúng ta biết buồn biết vui mới phiền não. Cái cảm giác vui buồn của con nít nó khác với mình, nó không nói được như mình thôi. Nhưng mà cái biểu cảm về sự khó chịu, không hài lòng vẫn giống nhau. Cho nên phiền não nó không chừa bất luận là người nào, nam hay nữ, già hay trẻ, sang hay hèn. Nhưng bây giờ xin hỏi một câu nè, mấy người khùng có bị phiền não không? Có không? Ai nói có đâu giơ tay lên coi. Hình như quý vị không có mạnh dạng, giơ tay cao lên thầy coi coi ai nói có, ai nói khùng có phiền não đó giơ tay lên coi. Bây giờ mời bà này, bà tóc bạc nhất là bà kinh nghiệm nè. Mời bác không, tóc bạc. Bác đứng lên cho thầy một cái micro đi con. Bác nói cho thầy nghe coi người khùng phiền não kiểu gì đâu. Tại vì người già thì có kinh nghiệm hơn chúng ta. Thầy hỏi bác này giơ tay nè. Không có thì lên lấy cái micro này đưa xuống nè con. Tại vì bác nói không người ta không nghe. Con quay phim. Tới cầm cái micro thầy đưa xuống nè. Chậm quá, bộ phận kỹ thuật hơi chậm. Rồi bây giờ bác trả lời cho thầy với mọi người nghe coi, cái câu hỏi thầy mới hỏi đó, người buồn có khùng không? Và cái, xin lỗi, người khùng có phiền não không? Chắc chắn là người buồn là nó khùng rồi. Tại vì người tỉnh táo không cách nào người ta chỉ buồn đó. Người ta buồn, người ta khổ lắm, không ai chuốc cái khổ vào thân. Không, bây giờ hỏi cái người khùng nè, có phiền não không? Phiền não cái nào đã bắt thí dụ cho thầy nghe vài chuyện coi. Đập phá là phiền não? Đập phá bực bội là phiền não hả?
Bác có chứng kiến người khùng đập phá bực bội chưa? Thấy rồi hả? Lúc nó đập nó vui hay nó buồn? Nó buồn. Nó la hét, nó dữ dằn. Được rồi, cảm ơn bác. Ai có ý kiến nào khác không? Rồi, có một cánh tay dơ phía sau này nè. Đây, 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 phía sau này. Phía sau này nè con. À đây, đây, xách cái micro đâu vậy? Cái ông tiểu đó, ông lành quá. Đem qua đây. Đem qua đây con. Cái cô đứng phía sau cầm cái quạt nè. Đây, con đi đường này. Đi thẳng ra phía sau luôn. Có một cái cô cầm cái quạt giơ tay đó. Rồi. Trời ơi. Thí dụ cụ thể dễ sợ. Đúng rồi, cảm ơn cô. Được rồi, cắt cái micro đi con. Người khùng nó cũng có phiền não, họ vẫn có phiền não, nhưng mà cái xác nhận về cái phiền não, trạng thái tâm lý của họ nó chập chờn, nó chập chờn lắm. Thầy từng đi những trại tâm thần, thầy tặng quà, thầy thấy thương lắm kìa. Quý vị biết không, đưa cho họ ổ bánh mì, có người thì ăn, có người nó kẹp nách. Thì nó tư duy sai lệch về cái ổ bánh mì. Chứ nếu như nó tư duy đúng, ổ bánh mì là thức ăn thì nó sẽ ăn. Tàng này nó nghĩ ổ bánh mì là cuốn sách hay là cái gì đó nó kẹp nách. Mà quý vị thử nghĩ đi, cái người mà kẹp nách một cái gì đó là người ta đang suy tư một cái vấn đề. Thầy nó cũng rất là may là thầy cho cái ổ bánh mì. Chứ thầy cho nó củ khoai lang nấu mà còn nóng với cái kẹp đó chết dịch nữa rồi. Chứ củ khoai lang mà mới nấu ra nó nóng hổi, nó kẹp kiểu đó còn gì nó sống nữa. Trời ơi, nó lột da nó chứ. Họ vẫn có tư duy những cái trạng thái tâm lý khó chịu, bực bội, nó vẫn biểu hiện ra bên ngoài qua những cái hành động giống như là bác này nói đó, tức là đập phá, thì nó vẫn có phiền não. Giống như cô nãy cô nói đó, là đúng trường hợp đó, thầy đi thăm trại tâm thần thì có một người chạy tới đòi ôm với thầy. Cậu nói sao lâu quá không tới thăm vậy, buồn quá, trời anh nhớ em quá. Mà quý vị biết mũi giải lòng thòng gớm quá mà chạy tới ôm đòi hôn nữa chứ. Chúng nhầm thầy hạnh bảo, thầy cũng ác nữa, thế này nè, nằm hôn với thầy này có phước nè. Thế là nó dí với thầy chạy có cờ luôn. Cái mấy thầy phải đứng lại, thầy nói không không, thầy nào trắng nhất ôm thầy đó hung là có phước, thì cho có thầy anh bảo thì trắng nhất à. Mà quý vị biết cái suy nghĩ của họ nó rất là đáng thương. Tức là họ chợt nhớ cái này, chợt nhớ cái kia, cái tư duy của họ nó cứ mông lung mơ hồ, chợt có chợt không, giữa những cái vui buồn. Mà cái cuộc đời của họ như thế, quý vị nghĩ coi mình khổ không? Khổ. Ngay cả như nãy mà thầy nói lộn một câu đó, là người buồn có khùng không đó. Thì chúng ta phải xác định một điều rằng là cái người khùng rất là khổ, thì cái người buồn á là cái người sẽ chuốc nhiều cái khổ vào trong thân mình và trong tâm của mình. Cho nên ai mà tỉnh táo không bao giờ người ta để cho người ta buồn lâu, người ta buồn một chút thôi. À, quý vị ở trong gia đình, quý vị để ý đó, thấy có nhiều người có chuyện gì đó nó buồn kéo dài một thời gian, nhưng mà có người đó người ta buồn rất là ngắn, là mình cứ cho người ta là vô tư lự, hoặc giả là người ta không có suy nghĩ gì nhiều, cái đứa này nó vô tư, cái người này nó vô tư. Thực ra không phải họ vô tư đâu, mà là cái tánh của họ là buông xuống được tất cả những cái thứ buồn phiền. Mình không buông xuống, mình là người bị ngộ độc bởi tham sân và si mê. Nó sẽ trói buộc mình, và chúng ta cứ lẩn quẩn mãi ở trong cái dòng đó,
không cách nào mà chúng ta vượt thoát ra được hết. Và cứ như thế mà phiền não nó cứ đi qua trong cuộc đời của chúng ta ngày này qua ngày khác. Thầy đơn cử một chuyện. Thí dụ như mình phát hiện ra người bạn đời của mình không chung thủy. Đâu có ai muốn. Gia đình có nguy cơ đổ vỡ. Mình nhìn mặt ông chồng, tự nhiên mình cảm thấy mình tức ghê lắm. Cái ông này, mình thương ông bằng cả cuộc đời của mình. Mình sẵn sàng, mình có thể chết vì cái gia đình này. Vậy mà tại sao phản bội mình, sống không chung thủy, mà không nói ra được. Cái điều đó nó sâu lắng ở trong lòng của mình, làm cho mình cứ phiền não từ ngày này qua ngày khác, không giải quyết được. Không cách nào để chúng ta giải thoát mình ra được cái nỗi đau của cái người mà bị phản bội. Rồi chúng ta cứ than thân trách phận, rồi thậm chí chúng ta không có kiểm soát được. Rồi chúng ta đổ cho đứa con. Mình gặp đứa con mình bực bội lắm, bởi vì nó giống thằng cha nó. Cái mặt nó giống. Hãy mình giận ông chồng, cái mình đổ cho đứa con à. Trường hợp này là bình thường. Mình nói ông chồng thì mình không dám nói, mà nói nhiều khi mình sợ nó có nhiều cái tình huống xấu nữa nó xảy ra. Thì như vậy làm sao mà chúng ta thoát ra được cái nỗi khổ đau này? Có nhiều Phật tử hỏi thầy, vậy chứ bằng cách nào, niệm Phật cách nào, hoặc là đọc thần chú nào, tụng kinh nào để cho con hết cái phiền não đó? Thầy nói trước nhất là mình phải thật tỉnh táo để mình nhận ra được vấn đề rằng chồng mình có thật sự phản bội mình hay không. Thì theo quý vị, để xác định được chồng mình có phản bội hay không thì mình làm sao? Mình hỏi thẳng à, ê ông kia, ông có bồ phải không? Dám hỏi không? Thầy thấy có người dám hỏi. Nhưng mà theo quý vị, ông chồng trả lời sao, yes hay no? Bây giờ hỏi cái ông đàn ông ngồi đây nè. Con, người đàn ông ngồi bàn thứ tư nè. Người ngồi thứ hai. Rồi con trả lời cho thầy nghe coi. Theo con trả lời có hay không? Bà vợ bà hỏi này thí dụ thôi. Tức là con có ra ngoài, có khiều móc người này người kia, có một mối quan hệ khác, vợ phát hiện được. Mà giờ trong cái khoảng mà 50-50, vợ hỏi anh ơi, nghe nói anh có bồ, có không? Thì con trả lời sao? Bạch đạo trạng chi, trả lời vô cái câu hỏi chính đi. Ổng đang bối rối, mấy đứa con đừng có cười. Bây giờ vợ hỏi vậy con trả lời có hay không? Đó, quý vị thấy không? Trả lời có là banh chành luôn, là tan nát luôn. Cho nên mấy ông sẽ chối hết. Thì như vậy mình ôm tiếp một cái cục nghi ngờ nữa, phiền não nữa. Bây giờ niệm Phật làm sao để cho chúng ta hết phiền não nè? Cho nên thầy khuyên với lại các vị Phật tử đó, là mình xác định cho rõ rằng chồng mình có hay không. Nếu là có, mình sẽ thật khéo léo để khuyên bảo với anh ấy rằng gia đình này rất cần anh, và em cũng rất là cần anh. Và chỉ có gia đình mới có thể chung với mình suốt cả cuộc đời, chia sẻ. Người kia chỉ nhất thời thôi. Mình nhẹ nhàng, mình khéo léo, mình nói. Mình nói như nói để cho mình nghe. Và mình biết rằng là mình hay chồng mình có gặp gỡ, có gần gũi nhau thì trăm năm, ba vạn sáu ngàn ngày rồi cũng phải chia cách. Trên nền tảng hiểu được vô thường,
sự thay đổi trong cuộc đời. Trong đó có hoàn cảnh thay đổi, có con người thay đổi, có lòng người thay đổi. Chúng ta xác định rõ được như thế thì chúng ta rất là tỉnh, thì chúng ta sẽ không phiền não nữa. Chứ bây giờ ông chồng ông đã như thế rồi mà mình cứ phiền não hoài, điều đó có nghĩa rằng chúng ta càng ngày càng vướng sâu vào trong cái vòng phiền não mà nó trói buộc chúng ta không cách nào thoát ra được. Và cái hệ quả của nó là đưa tới sự khổ đau của chúng ta. Cũng là niệm Phật, nhưng mà khi chúng ta niệm Phật với cái tâm trạng mà hiểu thấu được vấn đề thì lập tức chúng ta sẽ buông xuống được gánh nặng, buông được phiền não. Chứ còn đối với đàn ông mà lỡ những cái sai lầm đó mình hỏi ổng chối hết à, không cách nào mà ổng dám nhận hết trơn á. Nhiều bà khờ lắm, anh nói thiệt đi, anh nói thiệt đi, em sẵn sàng tha thứ. Cha quỷ đó khờ khạo nghe vậy, khai ra thì bà này bà cắn lưỡi luôn. Mình mà nghe xong là mình chết luôn, chết đứng như từ hải thì nghe làm gì, mấy bà khờ khạo quá, nghe làm chi. Thà là mình biết mập mờ vậy đó mà mình còn có được con đường sống, mình còn có được một cái gốc để chúng ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tại vì chúng ta chưa đủ cái sức tỉnh táo của một người tu mà có tuệ giác. Cho nên trong cái cuộc đời mà đầy dâu bể, có nhiều đổi thay, chúng ta chưa lường được những sự việc nó xảy ra, thì tốt nhất chúng ta phải tập kiên nhẫn và bình tĩnh. Thì thưa với lại quý vị, tất cả những loại phiền não đó ở trong kinh chia ra làm nhiều loại, nhưng mà căn bản nhất đó là tham, sân và si. Ba thứ này rất là độc hại, làm cho lòng con người lúc nào cũng cảm thấy bất an, cho nên gọi nó là tam độc tặc, tức là ba loại giặc mà đem tới những độc hại, khiến cho tâm của chúng ta phải nhiễm ô bởi những, bị ngộ độc bởi những cái yếu tố phiền não, khổ đau, chướng ngại và trói buộc của chúng ta, không thể nào chúng ta vượt qua được. Còn nói rộng ra thì phiền não nó có 10 loại. Trong tất cả các kinh, luật, luận đều nói về 10 thứ phiền não này. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý. Đó là những thứ mà làm cho chúng ta phiền não. Thì phiền não có những loại mà nó bộc lộ ra bên ngoài bằng hành động, bằng lời nói. Thì phiền não này người ta gọi là ngoại phiền não. Ví dụ như chúng ta nói chuyện, chúng ta la, chúng ta hét, chúng ta chì chiết người khác bằng những hành động, bằng những lời nói. Hành động của chúng ta, thí dụ như chúng ta đập phá đồ đạc, chúng ta đi dậm dò cho nó lớn tiếng, đóng cửa một cái sầm, chúng ta nói năng khiến cho người khác nghe phải nhức tai nhức óc. Tất cả những cái hành động biểu lộ như thế nó xuất phát từ tham sân si, nhưng biểu lộ ra như vậy thì cái đó gọi là ngoại phiền não. Cách chế ngự của nó đó là chúng ta phải khép mình trong khuôn khổ của những quy định về giới luật. Thì chúng ta là cái Phật tử đã thọ năm giới thì chúng ta thực tập năm giới thôi. Chúng ta thực tập năm giới và chúng ta khép mình vào trong cái khuôn của năm giới này thì lập tức chúng ta sẽ đủ bình tĩnh để chúng ta hóa giải những cái cơn giận dữ, những cái buồn phiền của mình, để chúng ta không còn có những cái hành động
mà nó phản cảm. Còn những loại phiền não phát sanh ra ngay trong tâm, từ lúc mà chúng ta tiếp xúc với lại cảnh ở bên ngoài, nó không biểu lộ ra. Người nào có thì người đó biết, chứ người khác không biết được. Nhưng mà dưới cái con mắt của những người mà có cái đời sống trầm tư, họ sẽ phát hiện ra chúng ta phiền não. Phiền não này, đó là những cái nỗi buồn phiền ở trong tâm của chúng ta. Thí dụ như giận, ghen, hận, tật đố. Những cái loại ghen tương tật đố như thế, những cái loại hận thù, sầu não như thế, nó không có biểu lộ bằng hành động ra bên ngoài. Nó không có hiện ra cái tướng bằng những cái trạng thái như lời nói, như những cử chỉ. Nhưng mà ở trong tâm của chúng ta vẫn móng khởi lên những thứ phiền não do tham sân si nó dẫn đầu. Thì cái này gọi là nội phiền não. Đối trị với lại thứ phiền não này thì chúng ta phải bình tĩnh. Trong thuật ngữ của Phật giáo gọi bình tĩnh đó chính là thiền định. Tức là chúng ta giữ tâm an tịnh, không để cho dao động, thì những cái phiền não nó không móng khởi. Thí dụ chúng ta không có ưa cái người đó, khi thấy người thân của mình nói chuyện với cái người mà chúng ta không ưa, lập tức ở trong tâm của chúng ta khởi lên một cái ý niệm, đó là giận tức, khó chịu. Nhưng mình lịch sự, mình bỏ đi. Nhưng mình quay một cái 180 độ, chúng ta quay người chúng ta đi, không nói một tiếng nào. Thì ở trong lòng của chúng ta nó bị đốt cháy bởi cái ý niệm của cái sự giận dữ. Cái đó gọi là nội phiền não. Và nhất định chúng ta phải tập thiền định. Chúng ta hết sức là bình tĩnh để mình hiểu thấu được rằng tôi đang bực bội, tôi đang tức giận, tôi đang ganh tị, lòng tôi bất an. Khi chúng ta hiểu được vấn đề thì lập tức chúng ta sẽ buông xuống được những cái móng khởi ở trong tâm của mình, thì lòng của chúng ta sẽ lắng xuống, nó sẽ yên hơn, sẽ dễ chịu hơn. Thí dụ như chúng ta thấy một sâu chuỗi, chúng ta cầm một sâu chuỗi, chúng ta niệm Phật ngay lúc đó. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Hoan Hỷ Phật. Tự nhiên nó sẽ trôi qua cái cảm xúc bực bội, khó chịu đó. Thì nội phiền não sẽ không phát khởi nữa. Cái này do hoàn cảnh nó tác động. Và khi chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh, nó sẽ phát sinh phiền não ngay. Loại phiền não thứ ba, đó là loại phiền não nó ngủ ngầm nơi trong tâm, không ai biết, do nhiễm ô nhiều đời nhiều kiếp. Phiền não này gọi là tùy phiền não. Nó sâu thẳm ở trong tâm của chúng ta. Cái tùy phiền não này nó phát sinh ra nhiều thứ. Thí dụ chúng ta thấy người bạn của mình có một bộ đồ đẹp, chúng ta thích, mà chúng ta không có cái khả năng để chúng ta mua được một bộ đồ đẹp như thế, chúng ta cũng không vui. Cái tâm mà không vui đó, cái tâm lý đó, cái đó là phiền não. Cái đó xuất phát từ cái sự so sánh, cái tâm tham mà nó dẫn tới cái phiền não đó. Cái tham này tham nhiều đời, cho nên chúng ta khó chịu.
Hoặc giả là chúng ta thấy một cái người mà mình không thích đeo một chiếc nhẫn, người ta có tiền người ta mua nhẫn đeo, vậy mà mình gặp cái mình liếc một cái bày đặt chảnh chẹ, người ta đeo kệ, người ta mắc mớ gì mình, vô duyên không? Nhưng mà mình về cái mình không vui, mình không thoải mái ở trong tâm, cái đó gọi là tùy phiền não. Thì quý vị nghĩ xem cuộc sống này có phải là từ sáng tới chiều lúc nào chúng ta cũng có nguy cơ để bị phiền não hết, từ hoàn cảnh cho tới người thân của chúng ta, vấn đề nào cũng đem tới phiền não cho chúng ta hết. Thì chúng ta phải dứt trừ phiền não như thế nào? Ngay cả bản thân của Thầy, không giấu gì với lại tất cả các vị, xuất gia ở chùa lâu như thế nhưng mà cũng còn bị phiền não. Bình thường ví dụ như tới giờ ăn cơm rồi, Thầy không có khỏe, không có đi ăn cơm với lại các thầy được, mà thị giả bưng cơm hơi chậm chút, Thầy cũng hơi thắc mắc, sao giờ này chưa cho mình ăn nữa ta. Tới chừng bưng mâm cơm xuống, rồi bắt đầu mình nhìn vô mâm cơm, lại thắc mắc lần thứ hai, tại sao rau này luộc gì mà đen thui thù lùi vậy ta. Tất cả những thứ đó chúng ta tưởng rằng là nó bình thường, nhưng thật sự nó tác động vào trong tâm thức của mình, làm cho chúng ta không hài lòng, phiền não đó. Cho nên Thầy thông cảm với các Phật tử ở tại gia lắm. Tại vì ở nhà mình có đủ mặt phiền não. Con cái thì làm phiền não kiểu con cái, vợ chồng thì làm phiền não của vợ chồng, ngay cả cha mẹ cũng làm phiền não chúng ta, rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp, rồi ngay cả cái thân của mình nó cũng làm phiền não mình. Đó, thí dụ như mình cao có 1m45 mà, rồi làm sao mặc áo dài? Đó. Thấy người ta mặc áo dài đẹp, cũng may áo dài, rồi quất cho đôi guốc hai tấc đi cà dẹo lật cái lồi bản họng, cũng phiền não. Tức là cái bản thân mình nó cũng làm cho mình phiền não. Nó tóc đen không chịu, bây giờ muốn đổi qua tóc màu hạt dẻ, có phiền não không quý vị? Có. Chính bản thân mình bây giờ nè, thầy hơi lớn, bắt đầu lớn tuổi rồi nè, quý vị biết khi đọc chữ phải mở mang mắt kiến vô, mà lúc nào quên mang mắt kiến không đọc được, mình cũng phiền não với lại bản thân của mình, chứ ngay cả cái cơ thể của mình mà mỗi ngày như thế. Cho nên thầy thấy thương quý Phật tử lắm. Quý vị mà đi kiếm tiền thì quý vị phải đối diện với rất nhiều thứ làm cho chúng ta phiền não. Để cho mọi người trong nhà mà vui vẻ thôi, quý vị cũng phải phiền não với bản thân mình. Nhiều khi mình mệt mỏi vô cùng, mình phải lòn cuối, con nhiều tiền thôi đi chợ, ngày nào cũng đi chợ, mà nấu ăn cho chồng, cho con vừa miệng, mà ngày nay là phải ăn khác ngày hôm qua, ngày mai phải khác bữa nay, tính nát óc. Thầy thấy mấy cô là thầy tội nghiệp lắm. Chuyện đó đàn ông không làm nổi. Mấy cái tỉ mỉ nhỏ nhặt, kim chỉ, xà bông, đá lửa, hột quẹt đó là chỉ có phụ nữ mới làm được, mà có bao nhiêu tiền đó mà ngày nào cũng phải suy nghĩ rồi phải nấu như thế nào cho chồng con ăn cho nó ngon. Mà chồng con ăn không được là mình cũng tự cảm thấy mình phiền não, mình bực bội, mà nói tôi cực như là cái gì vậy, tôi nấu cho ăn mà còn chê lên chê xuống, tự động mình phiền não. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, ngay trong cái cuộc sống mà đi kiếm tiền, quý vị đừng có lo là không gặp phiền não. Chỉ cần chúng ta nhận diện cho được phiền não thôi, thì chúng ta có thể tìm được cách để hóa giải phiền não. Vì phiền não nó có mặt ngay trong cuộc sống của mình.
Nhưng mà tại sao có những người cứ mãi sống trong đau khổ, không thoát ra được cái tâm trạng tiêu cực ấy? Ai khuyên cũng không được hết. Có một gia đình đó, tới nhờ thầy can thiệp giùm. Cái thằng con, quý vị biết học bác sĩ đàng hoàng nha, học bác sĩ đó, ra trường đi yêu một cái người mà gia đình phản đối, bởi vì cái người con gái này làm một cái nghề không có đẹp. Đó là đi làm gái. Thì cái anh chàng bác sĩ trẻ này, anh nghĩ rằng là ảnh tình yêu của ảnh mà, ảnh có thể anh yêu ai cũng được, chứ mà ảnh yêu cái người này đâu có tội tình gì đâu à. Và anh nghĩ rằng cái tình yêu của ảnh nó đủ sức mạnh để mà chuyển đổi được cái cô gái đó. Thì cô gái đó cũng thay đổi. Rồi trước sức ép của cái dạng con một, cho nên gia đình cũng phải bằng lòng cho hai người tiến tới hôn nhân. Nhưng mà khi về sống chung thì có nhiều thứ nó ngỡ ngàng. Tại vì lúc trước ít gặp nhau đó, thì toàn là tung ra những cái chiêu rất là đẹp. Anh chàng bác sĩ này thấy cô gái này ngọt ngào, dễ thương, chẳng qua vì hoàn cảnh mà phải đi làm cái nghề đó để kiếm tiền, để sống, để lo cho gia đình. Nhưng mà khi về sống chung mới phát hiện ra cái cô vợ này rất là sống lãng mạn, sống phóng túng, sống đua đòi và sống vô tâm. Hãy cổ thích là cổ làm thôi, cổ không suy nghĩ gì tới người thân hết. Thì cái anh chàng bác sĩ này đau khổ. Cái đau khổ thứ nhất đó là không khuyên can được vợ. Và đau khổ thứ hai là cảm thấy mình có lỗi với gia đình, không nghe khuyên can của gia đình. Cái cô vợ này, cổ bạn bè rủ đi chơi là cổ đi thôi. Cổ đi rồi cổ chỉ cần nói với chồng một tiếng thôi là em đi chơi, đi dần lần như đi 2-3 ngày rồi về. Đâu có ai chấp nhận được. Thì gia đình có học thức cho nên người ta cũng không nói nhiều con cái. Nhưng mà gia đình rất là khó chịu, thấy đứa con trai của mình nó đau khổ vì vợ nó như vậy, cho nên cũng không cầm lòng được. Rồi nói nó, thì cái anh chàng bác sĩ thì nói thôi mà mẹ, không có sao đâu, con chịu đựng được mà. Thì hễ cái anh chàng bác sĩ này nói như vậy thì người mẹ lại càng khóc hơn. Thấy con mình thấy tội nghiệp quá, dứt không ra, buông bỏ không được, cứ mãi chìm ở trong cái đau khổ, cứ quanh quẩn hoài. Thì họ nhờ thầy tác động vô nói với lại người con. Thầy mới nói rằng xin lỗi, thầy nói cũng không được đâu. Bởi vì sao? Tại sao có bao nhiêu người con gái rất là tốt, rất là danh giá, mà anh chàng bác sĩ này không yêu, đi yêu nhầm cái cô này, yêu ngay cô này? Cái đó gọi là cái nghiệp. Mình khách quan thì mình nhìn thấy cô này không có tố chất nào tốt hết, nhưng mà dưới con mắt của cái anh bác sĩ này thì thấy cô này có nhiều cái yếu tố tốt đẹp. Hai cái quan điểm đó nó không có đồng với nhau, cho nên là anh bác sĩ này mới quyết định chọn cái cô này làm người bạn đời của mình. Mà đã chọn rồi, ảnh lại cố gắng nỗ lực để chuyển hóa, bằng mọi cách chuyển hóa vợ mình, để cho gia đình không có phải nói tiếng vô tiếng ra nữa, cho ba mẹ không phải băn khoăn thắc mắc hoặc giả là cằn nhằn nữa. Nhưng mà dường như tất cả đều thất bại, không làm được, cho nên ảnh càng đau khổ hơn. Nhưng mà dứt thì không có dám dứt, không dám dứt được. Cứ như thế mà mãi sống trong đau khổ không thoát ra.
Thầy mới phân tích cho gia đình rằng quan niệm của cái anh bác sĩ, của cái người con này nó khác với lại cha mẹ. Cho nên mình không thể nào mà mình thấy khổ thì con của mình nó sẽ khổ giống như mình, mà mình thấy vui thì con mình nó vui giống mình, khác nhau. Giống như mình có thể uống được nước chanh khi chúng ta chịu được cái khẩu vị chua. Mình có thể ăn được cay, ăn được ớt khi chúng ta có thể thưởng thức được cái khẩu vị cay. Và cái người mà ăn được cay thì người ta ăn ớt bình thường và người ta cảm thấy ngon. Ngược lại, người không ăn ớt được thì cảm thấy rất là khó chịu. Và chỉ có cái người ở trong cuộc đó, họ đủ mạnh mẽ để buông xuống những cái thứ phiền não ở trong tâm của họ, chứ không một ai có thể giúp được họ thoát ra hết. Tại sao có những chuyện mà chúng ta cần nhớ mà chúng ta lại không thể nhớ, mà có những chuyện chúng ta muốn quên thì không thể nào chúng ta quên được, cứ như thế mà chúng ta khổ hoài. Cho nên khi gặp cái anh bác sĩ đó, thầy hỏi con thật sự con có cảm thấy bình yên và hạnh phúc ở bên cạnh người bạn đời của con không? Không trả lời được. Không trả lời được có nghĩa rằng là không bình yên, không hạnh phúc, nhưng mà không dám công nhận. Hãy mà công nhận thì mình sai lầm sao? Tại vì cái tôi của anh bác sĩ này lớn quá. Nếu ảnh công nhận ảnh không hạnh phúc, không bình yên, có nghĩa rằng là ảnh đã sai quá rồi. Đằng này ảnh không muốn ảnh sai, ảnh muốn chữa sai bằng cách là ảnh thuyết phục cô kia để sống tốt hơn, sống tử tế hơn, cho ba mẹ không có phải cằn nhằn nữa. Nhưng mà thuyết phục không được, càng ngày càng lún sâu, mà dứt thì dứt không ra. Thầy mới nói là con phải tự nhận ra được rằng mình cần cái gì, và cuộc sống hiện tại của chúng ta có hạnh phúc hay không. Không hạnh phúc thì chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu không hạnh phúc. Còn có bình yên thì chúng ta sẽ tiếp tục nuôi lớn cái bình yên đó như thế nào. Nhưng mà thầy thấy có nhiều người giống như cái anh bác sĩ đó lắm quý vị. Cuộc sống khổ vô cùng là khổ, phiền não dãy đầy nhưng mà không thoát ra được. Ai khuyên can gì cũng không được hết. Mình đổ thừa cho cái nghiệp thì nó chung chung. À, tại sao phải gặp cái người đó mà không gặp người khác? Thì mình biết là cái nghiệp rồi. Nhưng mà cái khổ này tới bao giờ nó kết thúc? Cái phiền não này tới bao giờ nó mới chấm dứt đây? Chúng ta có quyền thắc mắc chứ. Chẳng lẽ cứ khổ hoài, chọn kiếp, chọn đời hay sao? Để kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một người đàn ông vẻ mặt rất là khổ sở, đến hỏi một vị hòa thượng rằng, là bạch hòa thượng, có một số chuyện và có một số người, tại sao con không thể nào con buông bỏ được? Vị hòa thượng mới nói là không có gì mà không buông bỏ được. Người đàn ông nó mới khẳng định rằng, thưa hòa thượng, có những chuyện và có những người hết lần này đến lần khác mà vẫn mãi mãi con không cách nào con buông bỏ được. Vị hòa thượng mới đưa cho anh một cái chung trà, bảo anh cầm. Thì hòa thượng mới rót trà mời anh. Thì hòa thượng rót trà nó đầy lên cái chung, rồi hòa thượng tiếp tục rót nữa, nước nó tràn ra, tràn ra. Thì cái tay anh cảm nhận được cái nước đó nó nóng. Anh cầm tiếp tục. Anh nói hòa thượng nước đầy rồi. Hòa thượng coi như là không có chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục rót nữa. Thì cái tay của anh nóng tới mức anh không có chịu đựng được nữa, anh để xuống.
Anh để chung trà xuống. Thì thưa với lại quý vị, lúc bấy giờ vị hòa thượng mới điềm đạm nói rằng: con à, trên đời này không có cái gì là không thể buông bỏ xuống được. Chỉ cần con cảm nhận ra được đau đớn bấy nhiêu đủ rồi, phiền não bấy nhiêu đã đủ rồi, và khổ đau bấy nhiêu đủ rồi, thì lập tức con có thể bỏ xuống được. Giống như chung trà này, con đã chịu không nổi sức nóng của trà nữa thì con sẽ tự đặt xuống. Thật ra trong sâu thẳm mỗi chúng ta, ai cũng có những vết thương lòng, ai cũng có những nỗi khổ đau dai dứt mà trải qua một thời gian rất dài chưa nguôi ngoai. Và chúng ta cứ đinh ninh rằng liệu pháp thời gian sẽ có thể chữa lành tất cả. Nhưng kỳ thực đó là chúng ta đang dối trá với cảm xúc của mình, và thậm chí chúng ta lừa gạt với cái tư duy của chính bản thân mình. Chúng ta đang khổ quá, chúng ta đang buồn quá mà không có lối thoát, mà thời gian dài như vậy vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì, chúng ta vẫn tiếp tục cứ tin vào thời gian, rồi thời gian sẽ xóa tan tất cả. Nhưng kỳ thực đó là chúng ta đang tự dối chính lòng mình. Nếu không thì tại sao thời gian chỉ chữa lành cho người này mà không chữa lành cho người khác? Chính vì thế mà chúng ta cứ khổ đau, cứ phiền não. Có không ít những người phiền não quá đi, khổ đau quá đi mà không có hướng giải quyết, cuối cùng bộc lộ ra những cái cách tiêu cực như là mắng chửi nè, rồi bạo hành người khác nè, rồi tìm cách trả thù đời nè, trả thù người nè, rồi tìm đến những thú vui giống như là uống rượu bia cho say mềm để quên hết sự đời. Nhưng mà thật ra say đâu có quên. Quý vị hỏi mấy anh từng uống rượu coi, không có quên đâu. Hoặc giả là dùng những chất kích thích như là ma túy để tạo ảo giác, hoặc giả là cờ bạc, hoặc giả là sống đắm chìm ở trong dục lạc ái nhiễm để tạm quên đi những nỗi khổ đau, hoặc giả là những phiền não ở trong lòng của chúng ta. Tất cả những người này, xin thưa với là đại chúng, họ có thể tìm được một chút cái cảm giác hả hê trong chốc lát. Thí dụ như bực quá mình la người này, mình mắng người kia, mình cũng hả dạ được chút. Nhưng mà phiền não có hết không? Không. Hoặc giả là chúng ta tìm cách chúng ta trả thù người, trả thù đời cho nó hả giận. Nhưng mà rồi đối mặt với phiền não vẫn là khổ đau. Có những chuyện mà con người thiếu tỉnh táo cho nên phiền não không kết thúc được. Thầy có tiếp một anh Phật tử nọ rất thành đạt quý vị, nhưng mà ảnh khổ đau là tại vì ảnh có yêu một cô đó. Nhưng mà cuối cùng cô đó không chọn ảnh, lại chọn người khác. Chọn một người đàn ông không có điều kiện bằng ảnh, nghèo hơn, không có sự nghiệp, thậm chí ngoại hình cũng xấu hơn, đen hơn, già hơn. Trong khi ảnh yêu cái cô này quá chừng quá đổi,
Và trong phút chốc, ảnh không bình tĩnh, thì ảnh lại quyết định cưới người bạn của cái cô này, không có tình yêu. Nhưng mà người đàn ông mà, người ta sống nó thầm lặng lắm. Ảnh là người thành đạt, và sau một thời gian dài 15 năm không gặp nhau, thì gia đình ai cũng ổn, nhưng mà cái cô kia thì cũng nghèo. Thì nó xui khiến làm sao đó là hai đứa con của hai gia đình học chung với nhau, học chung. Mà quý vị biết cái cuộc đời này đúng là trái đất tròn nha. Anh này đã quyết định dọn đi ở xa để không gặp cái cô đó nữa, không gặp lại cái người xưa nữa, quyết định chôn chặt cái mối tình đó, đi xa. Vậy mà hai đứa con học chung với nhau, nó xảy ra một cái chuyện, đó là cái thằng con của anh này đi xe đụng cái thằng con của cái cô kia, té, bị tai nạn gãy tay. Thì biết gia đình nghèo khó cho nên là anh phải tới giúp đỡ, nhưng mà không ngờ đi vô thăm mới phát hiện ra người xưa là mẹ của thằng bé này. Thì có một chút xót xa, có một chút thương cảm, và có một chút ghen hờn ở trong lòng. Anh đem nhiều tiền tới cho cô này. Một nghĩa cử mà anh cho rằng là anh làm rất là cao đẹp, nhưng mà chỉ có ảnh biết được trong lòng ảnh, hành động đó xuất phát từ hờn ghen. Ảnh vẫn ân cần, ảnh hỏi cuộc sống của em thế nào, có ổn không. Nhưng mà với cái con mắt của cái người mà từng trải nghiệm trong cuộc sống đi kiếm tiền, thì ảnh nhìn ảnh biết là cô kia nghèo khó rồi. Thì ảnh hỏi thăm bình thường, nhưng mà trong lòng của ảnh á, là ảnh cảm thấy rất là giận tức. Cho em thấy em đã sai rồi, em đã chọn sai người, cho nên cuộc đời của em không thể nào thoát khỏi khổ đau. Để giờ đây anh sẽ là người giang tay ra để bố thí cho em, cứu vớt cuộc đời của em, gia đình của em. Chuyện giống y trong phim vậy đó. Thầy hoàn toàn bất ngờ. Khi ảnh đi tới chùa, ảnh kể cho thầy nghe xong, ảnh nói bây giờ con phải làm sao. Thật sự con không thoát ra được, con rất là đau khổ, con rất là phiền não. Tại sao con lại phải gặp lại cô đó? Tại sao con lại có cái hành động đó? Con thấy là con cho tiền cổ, con giúp cổ, nhưng mà trong lòng con hả hê lắm. Cho bà sáng mắt bà ra. Tự nhiên thầy thấy thương một cái người đàn ông mà 40 mấy tuổi thành đạt, cứng rắn vậy đó, mà tự nhiên anh nói bây giờ con không thoát ra được, trong lòng con cảm thấy con rất là phiền não, rất là khổ sở, con phải sám hối bằng cách nào đây? Thầy mới nói với anh ấy rằng, con à, con hả hê được có một chút thôi, hả hê của cái người chiến thắng, của cái người phục thù, của cái người trả thù đời. Con hả hê một chút thôi, con đâu có vui. Thế thì con hả hê để làm gì? Con trả thù để làm gì? Con đừng có suy nghĩ cô ấy là người xưa gì hết, mà con hãy đổi cái suy nghĩ rằng cô ấy là một cái hoàn cảnh rất đáng giúp. Hoàn cảnh nghèo khó, giống như những hoàn cảnh mà người ta đăng trên thông tin báo đài để mà vận động với nhau để giúp đỡ qua cơn nghèo khó. Con cứ nghĩ như vậy đi. Đừng có nghĩ rằng cô ấy là người xưa, đừng nghĩ rằng cô ấy đã sai rồi, chọn sai rồi cho nên chịu khổ đau như vậy đó.
thì cái hành động của con nó mới có ý nghĩa, thì con mới thoát ra khỏi phiền não. Thằng nhỏ té ghẻ tay có chút xíu rồi mắc cái gì đem 200 triệu tới cho. Đem 200 triệu nghe hào phóng lắm. Chị kia ngỡ ngàng nhìn 200 triệu, nhìn với cái ánh mắt ngạc nhiên. Ảnh thì cười khinh khỉnh, cho mày xém mắt mày ra. Khi ảnh kể lại cho thầy nghe đó, ảnh nói cái tâm lý của con lúc đó là vậy đó. Mặc dù con không có nói ra, nhưng mà khi mà cô ấy nhìn con ngạc nhiên vậy đó, là trong lòng con á, nghĩ rằng là cho mày lồi con mắt mày ra, cho mày sáng con mắt mày ra, cho mày bỏ cái thói của mày. Hồi xưa mày chê tao, mày bỏ tao. Trời ơi, đàn ông trả thù mà cũng ghê gớm vậy. Mà quý vị biết, đàng hoàng lắm, người rất là đàng hoàng, rất là tử tế. Nhưng mà khi trước Tam Bảo, ảnh quỳ trước Tam Bảo, ảnh thật lòng nói bây giờ đó sư phụ giúp cho con cái cách nào để con buông xuống được phiền não, con không có chịu nổi nữa. Thầy mới nói rằng là hai đứa con có duyên mà không có nợ. Thương nhau như vậy mà không đến với nhau, tức là không có nợ với nhau. Đạo Phật gọi là không có duyên nghiệp với nhau, mà cái cô đó lại có duyên nghiệp với cái người kia. Cái kiếp nghèo nó cứ bám chặt lấy kiếp nghèo. Bây giờ thầy hỏi con nè, nếu như con có thành đôi lứa với cô đó, chắc gì con được hạnh phúc? Mình phải đặt một cái vấn đề ngược lại. Đa phần đàn ông là muốn cho được, phải không mấy anh? Muốn ngang nào được ngang đấy. Khi mà gian dở rồi cứ buồn hoài. Thầy mới đặt một cái vấn đề ngược lại. Thầy nói nếu như con với lại cô ấy mà có thành đôi lứa, chắc gì thoát ra khỏi dòng khổ đau. Giống như là Vũ Thành An đã viết. Nghe tới đó cái tự nhiên cái ảnh tỉnh ra. Ảnh nói ha, đây là cái duyên kiếp của mỗi con người. Coi như con giúp đỡ cô ấy, con không thù ghét nữa, con không trả thù đời nữa. Thì quý vị thấy cái cảm giác mà mình đi trả thù người khác, mình bạo hành người khác, mình mắng chửi người khác, mình tìm những thú vui trong cờ bạc, rượu chè, hút chích vân vân, cái cảm giác đó chỉ là tạm thời thôi, chứ phiền não nó còn nguyên. Chúng ta không kết thúc được phiền não, nó chỉ làm cho chúng ta thoáng chốc cảm thấy hài lòng thôi. Cho đến khi nào mà chúng ta vẫn còn đi tìm những cách giải quyết khổ đau cho mình ở bên ngoài, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được. Mỗi ngày chúng ta lại tiếp tục đối diện với những khổ đau, và những cái nỗi khổ đau đó nó lại dày vò ở trong tâm của chúng ta, khiến cho những cái dai dứt ở trong lòng của chúng ta càng thêm chồng chất, nó không có bớt đâu quý vị. Đó là lý do mà nhiều người trong xã hội ngày nay, tại sao họ bị trầm cảm, họ tuyệt vọng, họ bế tắc, và thậm chí họ đi tới quyết định đó là kết thúc cuộc đời của mình. Quý vị cứ suy nghĩ đi, ngày xưa ông bà của chúng ta đâu có quen biết nhau đâu, tự nhiên qua mai mối cái gả cưới nhau, thậm chí hai người chưa biết mặt với nhau nữa, phải không bác? Bác tóc bạc ở đây, thầy nói vậy phải không bác? Dạ phải ạ. Bác có thể kể cho mọi người nghe hồi xưa bác gặp bác ấy như thế nào không? Trời ơi, bà già bác e thẹn kìa quý vị. Quý vị thấy không, tình yêu vẫn là chủ đề nóng bỏng của muôn thuở. Già tóc bạc trắng hết mà nhắc tới vẫn còn e thẹn. Quý vị cứ suy nghĩ, ngày xưa ông bà mình, cha mẹ mình nhiều khi đâu có biết mặt nhau đâu, do người lớn hứa gả rồi cái gả thôi, thế mà người ta cũng ăn đời ở kiếp với nhau. Người ta có buồn phiền không? Có tuyệt vọng không? Vẫn có.
Quý vị để ý đi, ba mẹ của mình hồi trẻ không biết có thương yêu nhau không, nhưng bây giờ nhiều khi ông ở nhà trước là bà ở nhà sau, nhiều khi bà ở trên lầu ông ở dưới đất. Đó, gặp nhau nói hai ba câu thôi chứ không nói nhiều gây. Vậy chứ hồi xưa có gây không? Bác có gây không? Có. Có gây. Già cũng vậy, trẻ cũng vậy. Tức là tình cảm, sự quan tâm vẫn có. Nhưng mà người xưa người ta nghĩ đơn giản, do người ta không có nhiều lựa chọn như chúng ta bây giờ. Hồi xưa mà nghe nói bỏ chồng cái chỗ mắc cỡ lắm, phải không bác? Hoặc là bị chồng bỏ cũng mắc cỡ, cho nên là cố gắng đeo bám, mặc dù là đâu có thương chả đâu, nó tức gần chết đi, nhưng mà vì con vì cái chịu đựng sống được hết. Hay nói một cách khác hơn là người xưa người ta nhẫn nại hơn mình. Còn bây giờ quá nhiều lựa chọn, chệch cái ly hôn, hở cái chia tay. Đến với nhau một cách vội vàng, họ xa nhau nó cũng vội vàng như lúc đến, chợt đến chợt đi. Là do cuộc sống này nó quá nhiều sự lựa chọn, và chính bản thân của chúng ta không có đủ kiên nhẫn. Khi chúng ta không đủ kiên nhẫn thì chính chúng ta là cái người đau khổ nhiều hơn ai hết. Cuộc sống bây giờ có nhiều dịch vụ lắm quý vị, thấy không? Du lịch nè, rồi nhà hàng, vũ trường, rồi chơi game, rồi đủ thứ game show, giải trí trên truyền hình. Rồi chúng ta có thể gặp bạn bè, chúng ta có thể chit chat Facebook, đồ vân vân, đủ thứ hết. Nhưng tại sao nỗi buồn của giới trẻ bây giờ không giải tỏa được? Và người ta thống kê rằng bây giờ đó, số người tự tử đó là đang trẻ hóa. 15, 16 tuổi nó cũng tự tử nó chết rồi. Có một ai đó, thầy không có quen, thầy cũng không có biết, nhưng mà qua tin nhắn đó, thầy biết cái người này làm việc ở trong cái phòng xúc ruột của bệnh viện. Mà cứ dài 3 ngày là nhắn cho thầy một cái tin 3-4 người nhờ thầy cầu siêu giùm. Mà có những người mới 14 tuổi quý vị, nó cũng tự tử nó chết. Trời ơi, con nít quỷ. Nó hỉ mũi chưa sạch nữa, nó biết yêu, rồi nó thất tình, rồi nó tự tử. Mới 14 tuổi, trong khi thầy già 50 tuổi thầy còn chưa biết nữa. Trời đất ơi. Mà quý vị biết không, thầy kêu mấy chú đệ tử thầy ghi cái tên đi cầu siêu, thầy coi cái tuổi đó thầy thấy nó nhỏ quá, đa phần là còn nhỏ. Đây là một cái minh chứng để chúng ta thấy được rằng cuộc sống càng hiện đại, càng văn minh, càng có nhiều lựa chọn thì con người càng dễ rơi vào tuyệt lộ, bế tắc, trầm cảm, tuyệt vọng, cho nên họ dễ dàng có những cái quyết định sai lầm, dẫn tới những cái hệ lụy xấu. Đâu phải là ông bà cha mẹ mình không biết buồn, cũng biết buồn, cũng biết không hài lòng, cũng biết phiền não ấy. Nhưng mà cái sự chịu đựng của người xưa, người ta giỏi hơn mình, người ta kiên nhẫn hơn mình, người ta chấp nhận được tất cả mọi thứ, người ta chịu đựng được. Còn mình bây giờ chệch chút là rồi vậy đó. Phải thì tới, không phải thì mình cho tan. Có những người sống nặng về tình cảm thì quý vị thấy họ vẫn phát hiện ra được rằng thời gian vẫn vô tình, không giải quyết được vấn đề. Mà tâm con người nó luôn có những ý mới, và cái ý trong tâm của chúng ta nó kéo theo một số hệ lụy, đó là phiền não. Dù tuổi già rồi, tóc đã pha xương rồi, vậy mà nhớ tới người xưa vẫn cảm thấy buồn, gặp lại người xưa vẫn cảm thấy là ấm ức lắm. Giống như câu chuyện thầy kể cái anh hồi nãy Thành Đạt mà
mà trả thù cái người bạn ngày xưa mà không thành đó. Mà chỉ có mình ảnh biết thôi, đâu có ai biết. Ảnh cảm thấy ảnh không chịu nổi cái cảm giác phiền não nữa, ảnh tới chùa, ảnh xin sám hối và ảnh hỏi thầy có cách nào. Chẳng qua khi thời gian trôi đi đủ lâu, suy nghĩ tâm tình của chúng ta có khi bị tác động bởi người thân, bởi bạn bè, thì chúng ta có thay đổi, thì lúc đó cảm xúc của chúng ta nó tạm lắng dịu lại, thì tâm thức của chúng ta tìm được một chút bình yên. Nhờ như thế mà chúng ta cởi mở hơn, chúng ta sống bao dung hơn, và chúng ta có thể chấp nhận được cái cuộc sống hiện tại. Chứ còn phiền não thì xin thưa nó vẫn còn đó. Nhìn lại cuộc đời như gió thoảng mây bay, quá khứ trôi qua như mộng ảo, không có gì để cho chúng ta nắm giữ, thì bỗng dưng chúng ta cảm thấy không có gì để nuối tiếc được hết, không có gì để mà phải cố chấp nữa. Chính cái suy nghĩ đó mới giúp cho chúng ta có thể buông xuống được những phiền não. Không phải thời gian chữa lành vết thương trong lòng của chúng ta, mà chính cái tâm buông bỏ nó làm cho chúng ta lắng dịu tất cả mọi thứ, để chúng ta có thể đủ bình tĩnh sống tiếp và bước tiếp trong quãng đời còn lại của mình. Thông thường khi chúng ta buồn quá, chúng ta khổ quá, thì chúng ta hay đổ lỗi cho số phận. Cái này là đa phần đó quý vị. Tại cái số tôi nó như vậy, tại cái phận tôi nó như vậy. Mình đổ lỗi cho cuộc đời, mình đổ cho người khác, chứ ít ai mà nhận ra được rằng những thứ khổ đau phiền não đó là do chính mình. Tại sao cả đống đàn ông vậy mà không chọn, chọn nhầm cái ông mà có tánh trăn gió. Mình cứ đổ thừa là tại tôi yêu anh, tôi chọn anh cho nên đời tôi nó khổ. Tôi lấy anh, từ ngày tôi lấy anh tôi khổ quá đi. Anh có vợ có con rồi mà anh ra ngoài anh cứ hết cặp kè người này tới cặp kè người khác, tôi xấu hổ quá. Đổ lỗi cho cái người chồng. Mà bây giờ lấy chồng chứ đâu phải nên mua bó rau đâu, mà không hài lòng mà đổi lại bó rau khác. Mà cam phận thì chúng ta không cam phận. Chấp nhận thì chúng ta không chấp nhận. Chúng ta vẫn có cái quyền đòi hỏi được sự bình yên, được cái sự tôn trọng. Cuối cùng chúng ta đổ lỗi tại cái số phận của mình. Đổ lỗi cho số phận của mình cũng không có gì là sai lầm. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhận cho ra được chính mình đã gieo một cái nhân với người đàn ông đó trong quá khứ. Cho nên bây giờ mình mới gặp người đó, mình thương, mình nhớ, mình chọn người đó làm chồng. Thế thôi. Chứ có rất nhiều người khác tốt, tại sao mình không chọn? Mà mình chọn ngay cái hũ hèm đó. Trời ơi, ngày nào nó cũng sai, ngày nào cũng xỉn hết. Đi trên cái con lộ một mình, nó đi từ cái bên đây nó bạc qua bên kia nó nhà, qua bên nọ, xe phải gừng lại hết. Con đường đó của nó đầu tư. Có cái chị vợ đó, chị tới chùa. Quý vị biết ở chùa nhiều khi cũng vui lắm quý vị. Nghe đủ thứ chuyện hết à. Mới hiểu được Phật tử khổ vô cùng. Chỉ nói với thầy là bây giờ đó thầy giúp cho chị bây giờ đọc cái thần chú gì cho ông chồng đừng có đi nhậu rượu. Thầy nói thầy chưa học cái thần chú đó. Chồng chị tốt vô cùng, làm ăn rất là giỏi. Nhưng mà chiều nào cũng đi nhậu hết, thành cái thói quen. Chiều nào cũng đi uống rượu hết, mà chỉ khuyên lên kiểu gì anh chồng cũng không nghe. Nghe ừ vậy đó cho vui vậy, chứ sao xong chiều cũng đi kiếm sòng để kiếm bạn. Cái đó là ghiền. Một khi chúng ta có một cái cảm giác trong một cái cơn ghiền nào đó, thì cái đó cũng là phiền não. Thiếu là không được. Anh chồng anh uống rượu quen rồi, anh nghiện rượu rồi, anh ghiền rượu rồi,
Bây giờ không có rượu là ảnh phiền não, ảnh bực bội lắm. Cũng giống như mấy cô vậy mà ghiền đi shopping, mua đồ quen rồi mà không có cho đi shopping coi, bực bội bức rứt lắm. Ghiền đi làm đẹp rồi mà không có cho đi thử coi, mình cũng đá thúng đụng nia. Ghiền đánh bài cũng vậy, bất kỳ một cái thói quen nào mà nó đã làm cho chúng ta nghiện thì nó sẽ gây phiền não. Những thói quen xấu nó sẽ đưa đến phiền não. Giống như quý vị đi tới chùa đây tu tập quen rồi, mỗi tháng một lần hoặc là mỗi tháng hai lần, nhưng mà vừa rồi nghỉ mấy tháng không đi, quý vị cũng ghiền đi chùa chứ bộ. Mình cũng có cái cảm giác là trời sao lâu quá không tu, mình cũng hơi khó chịu chút, mình nhớ đạo tràng, nhớ bạn bè, nhớ thầy trụ trì chứ. Nhưng mà đó là những cái thói quen tốt. Khổ đau phiền não không do ai mang đến, rồi bắt chúng ta phải nhận. Thực chất phiền não do chính bản thân của chúng ta tạo ra từ ở trong quá khứ. Và tất cả những thứ phiền não đó, nguyên nhân chính nó là do sự sai lầm, tức là nhận thức của chúng ta chưa có chuẩn mực. Sự nhận thức không có chuẩn mực, cái hiểu biết của chúng ta nó không có đúng đắn, cho nên dẫn tới những cái hành động sai lầm. Thí dụ như anh chồng, cái anh chồng mà nghiện rượu mà nãy thầy kể đó, ảnh đâu phải là người đàn ông xấu, làm ăn rất là giỏi, làm bao nhiêu tiền đưa cho vợ con hết, nhưng mà phải cho anh uống rượu. Theo quý vị, ảnh có nhận thức đúng đắn không? Có không? Ảnh vẫn có nhận thức đúng, nhưng mà ảnh không có cưỡng lại được cái cơn nghiện của ảnh. Bởi uống rượu nhiều sẽ xảy ra một số bệnh, sẽ phát sinh ra một số bệnh, hậu quả hệ lụy của rượu, đó là bị đau gan nè, ung thư gan nè, bị đau bao tử nè, có thể dẫn tới ung thư dạ dày nè, đường ruột nè, bị huyết áp nè, tinh thần không có ổn định nè. Thầy có gặp cái anh đó, thầy có nói, anh nói nhưng mà con nhậu rồi con về ngủ mà sư phụ con đâu có quậy phá gì đâu. Thì bệnh thì chết, ai không bệnh, sanh già bệnh tử có chừa một ai. Trời ơi, chứng tỏ rằng cái ông này ông có nhận thức và có hiểu biết, nhưng mà không có vượt qua được cái cơn nghiện. Tức là cái phiền não của cái nghiện nó thôi thúc, nó đẩy ảnh đi. Cả một vấn đề, thầy nói con bỏ rượu, vợ con của con vui, gia đình đầm ấm hạnh phúc, con sống vì mọi người một chút đi. Tại sao mình cứ sống cho bản thân mình không vậy? Mình không sống vì người khác. Thầy hỏi con này, con có hai đứa con gái, lớn lên nó có chồng, chồng nó cũng giống như con vậy đó, sáng sai chiều xỉn kiểu đó, con có tội nghiệp nó không? Thầy đưa cái hình ảnh nó ra đó, ảnh mới chịu suy nghĩ lại. Khi đụng chạm tới những cái gì thuộc về của ảnh, ảnh mới suy nghĩ. Con người luôn bảo thủ, luôn cố chấp vào những thứ thuộc sở hữu của mình. Và rồi chúng ta có những quyết định sai lầm, có những tư duy không có chuẩn mực, làm cho hành động của mình càng ngày càng lún sâu vào những thứ gây ra phiền não, mà không biết rằng cuộc sống tạm bợ này mà chịu phiền não nhiều như vậy làm sao người ta chịu đựng nổi. Khi chúng ta quá bận tâm hay đặt nặng một vấn đề thì những suy nghĩ trong đầu cứ lanh quanh lẩn quẩn, chẳng khác nào chúng ta đang bị một cái sợi dây vô hình nó trói buộc, không thể nào thoát ra được. Chính bản thân thầy cũng bị vướng phải những điều này. Có một cái chuyện gì đó mà chúng ta suy nghĩ chưa thông, nó cứ quanh quẩn hoài, không ngủ được quý vị. Thì thầy nghĩ quý vị ở tại nhà còn hơn thầy nữa, còn nhiều hơn nữa. Nó như có một cái sợi dây vô hình gì đó, nó trói chúng ta trong những cái suy nghĩ không có đâu ra đâu hết á. Những cái dòng suy nghĩ nó mênh mông, nó,
nó miên man về một cái vấn đề gì mà nó không rõ ràng, và cuối cùng là chúng ta mệt mỏi, chúng ta phiền não, và sợi dây vô hình nó trói buộc chúng ta không thoát ra được. Do vậy chúng ta không còn có thể thấy được những điều gì mới mẻ, những điều gì nó rộng lớn hơn, nó tốt đẹp hơn, nó thoáng đãng hơn, ngoài những cái suy nghĩ lối mòn mà chúng ta đã vướng vô đó rồi là chúng ta không thoát ra được, quý vị. Mỗi nhà mỗi cảnh, Thầy thấy nhà nào cũng có một hoàn cảnh để cho chúng ta suy nghĩ nó lan man hết, khiến cho mình phiền não. Cũng giống như khi chúng ta nhìn một cái góc hình chúng ta chụp, chúng ta cầm cái điện thoại lên chúng ta chụp, chúng ta đâu chụp được toàn cảnh, chúng ta chỉ chụp được một góc nào thôi, thì một cái góc hình đó nó đâu có phản ánh được nguyên cái cảnh. Vậy mà chúng ta sai lầm rằng là chúng ta tưởng rằng là chúng ta có thể nắm bắt được tất cả mọi thứ. Cho nên cuối cùng chúng ta cứ chìm vào trong những cái thứ miên man của những lối suy nghĩ nhỏ hẹp, đầy những ngã chấp. Thầy thí dụ, như bắt gặp một ai đó, bạn thân mình, lâu ngày mới gặp, nó chạy tới, trời ơi con quỷ lâu quá mới gặp, bữa nay mày bập ú gì mày? Mình vui không? Mình vui. Nhưng mà cái con nhỏ xí xọn kia mà chạy tới mày gặp mình liếc cái, sao mày mập ú vậy mày? Là nó sẽ tan xác với mình. Cũng một cái chữ mập ú thôi, nhưng với cái đối tượng mà chúng ta có cảm tình, thì khi chúng ta tiếp nhận cái câu nói đó, chúng ta sẽ có những cái cảm xúc khác. Chúng ta cảm thấy dễ chịu, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy thoải mái nữa. Nhưng mà nếu là cái đối tượng mà đối nghịch với chúng ta, đối tượng mà chúng ta không có vui, chúng ta bực bội, mà nó nói cái câu đó, cũng là cái câu đó thôi, chúng ta không thích, nó khiến cho chúng ta bực bội. Tao gì mập ú hả? Mày điên hả? Mày nhìn kỹ coi, mày nhìn cho lội mắt mày ra coi, tao mập ú à? Thầy thưa với lại quý vị, cái nỗi khổ có phải từ bên ngoài đem tới không? Phiền não có phải từ ngoài đem tới không? Không. Cũng một câu mập ú thôi. Nhưng mà người mà chúng ta vui, chúng ta thích nói mình vui nữa. Nhưng mà cái người mình không ưa nói mình bực bội, mình tự ái. Như vậy cái phiền não là do đâu? Do tâm của mình. Quý vị đồng ý không? Đang trong cái trạng thái buồn bực mà tới nó phán cho mình một câu mập ú, chẳng khác nào nó chửi mình, nó sỉ nhục mình. Mà đã vậy mà nó trề cái môi ra như cái muối bưởi vậy đó. Mình nghe mình tức không? Sao không tức? Nhưng mà chúng ta đang cái trong cái trạng thái vui vẻ, đang yêu đời, đang tự tin, mà có một đứa bạn thân tới nó nói vậy, tự nhiên mình cũng vui. À kệ, ta mập ú vậy nó sang trọng, còn đỡ hơn mày ôm nhờm nhách giống mặt cày. Thì trạng thái tâm lý này nó quyết định cho phiền não có mặt hay không có mặt. Thì như vậy chúng ta biết rằng cái khổ đau hay cái phiền não thật ra do tâm của chúng ta nó tự tạo ra. Hoàn cảnh chỉ có một, đối tượng tác động vô, mà tâm thức của chúng ta là biến hiện ra, có khi rất là hỷ hả, vui vẻ, nhưng có khi thì rất là bực tức, sân si. Thực chất cái câu nói đó nó không có mang tính vui hay khổ gì hết á. Cái câu mập ú đó, nó không có mang cái bản chất vui hay khổ gì hết trơn trọi á. Nhưng mà do chính chúng ta nhận định nó, và cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ ra, mà có vui, có khổ, có buồn, có thoải mái.
Mấy vị ở phía sau nắng đó, chúng ta có thể vô đây ngồi nè, xách ghế vô trong này ngồi, ngồi sau lưng các anh quay phim nè. Dạ. Quý vị ngồi ở chỗ đó bị nắng quá. Cho nên ai mà có thói quen hay nghiêm trọng quá những chuyện đơn giản thì sẽ luôn sống trong sầu não. Chuyện rất là đơn giản thì cứ để cho nó đơn giản đi. Chúng ta cứ quan trọng quá vấn đề là chúng ta cứ thêu dệt thêm, chúng ta cứ làm cái này kia đủ trò hết, là tự nhiên mình sẽ phiền não, sẽ bi ai và tự mình trói buộc mình với những cái suy nghĩ quanh quẩn đó, rồi từ đó hình thành những quan niệm sai lệch về cuộc đời, về chính bản thân mình, và cuối cùng chúng ta không có lối thoát. Dạ, quý vị xếp theo hàng bên đây nè, xếp hàng bên đây nữa là cho nó đều. Dạ, xếp hàng bên đây cho đối diện với mình đó. Rồi, đúng rồi. Dạ. Quý vị cứ để ý đi. Hễ mà những người mà thích quan trọng quá vấn đề, chuyện bé mà thích xé ra to đó, người đó tối ngày cứ quanh quẩn như trong những cái phiền não, cứ cầu mong người thân suốt thôi, cứ gây gỗ hoài à. Tâm hồn họ lúc nào cũng có chuyện để mà gây hết á. Mình thì mình nhìn thấy cái chuyện đó bình thường, nhưng mà dưới con mắt của họ nhìn lại có vấn đề. Cho nên người mà có nhiều cái tật mà để ý giặt giảnh thì người đó càng đau khổ. Khổ đau không riêng họ đâu, họ có những phát tác và tác động tới người khác, và cái tác động đó có khi nó đem khổ lụy đến cho người khác lâu dài. Thì tương tự như vậy, cái tâm lý tích cực, những cái niềm hoan hỷ mà chúng ta có được, chúng ta phát tác ra, nó sẽ lan tỏa đến cho môi trường xung quanh, tới những người xung quanh. Cái này dễ nhận biết lắm quý vị. Lâu lâu chúng ta gặp lại đứa bạn của mình, nó vui, nó buồn, khỏi cần nó nói, chúng ta biết liền. Chỉ cần mình tới gần nó thôi, là tự nhiên ở trong tâm của chúng ta, nó cũng sẽ có những cái trạng thái kéo theo. Thí dụ như chúng ta đang hồ hởi, chúng ta đang vui, chúng ta đoán được rằng đứa bạn mình nó đang hạnh phúc. Nhưng mình vừa gặp nó, cái tự nhiên mình thấy nó trĩu nặng ở trong lòng, là biết ngay cái tâm của đứa bạn mình nó đang gặp những cái khúc mắc trong cuộc sống. Gia đình nó đang gặp một cái khúc quanh, chưa giải quyết được vấn đề. Và những cái suy nghĩ đó bắt đầu nó lan tỏa ra, chúng ta cảm nhận được. Cái cảm nhận đó nó nhạy bén lắm, nó nhanh lắm. Thì những người mà có tu tập thiền định thì cái trực giác này nó sẽ nhạy. Nhưng mà khi mà trao đổi nói chuyện với nhau vài ba câu là chúng ta sẽ biết rõ ràng hơn là cái người bạn đó đang vui hay đang buồn. Và lập tức chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái vui buồn của cái người bạn đó. Cho nên thái độ sống của chính bản thân chúng ta là cái mà chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn lấy. Hễ mình muốn phiền não thì mình cứ câu mâu, cứ kiếm chuyện, cứ gây gỗ, cứ quanh quẩn trong những cái suy nghĩ nhỏ hẹp đó. Cái đó là mình chọn thôi. Còn nếu mà mình muốn an lạc, muốn giải thoát, thì mình buông xuống những cái phiền não đó, buông xuống những cái tâm lý mà hay gút mắt, hay câu mâu đi. Mà ta thấy người có một ít người cố chấp lắm nha quý vị, tánh tình kỳ cục. Mà mình nói họ đó, mình góp ý đó, họ lên phán cho một câu xanh dờn, tánh tàu vậy đó, chịu không chịu thôi. Ngộ ghê vậy đó. Tối ngày cứ cằn nhằn người khác, cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác, nói lu su bu, nói liên tục, nói mà khiến cho người khác người ta phiền não, mà góp ý là nói ít 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 thôi. Không, tao vậy đó, chịu không chịu thôi. Thì quý vị thấy được rằng thái độ sống của mình nó sẽ quyết định cho cái hạnh phúc hay là khổ đau cho bản thân mình và tác động tới người khác. Và hoàn toàn chúng ta chủ động và có quyền trọn vẹn
để chọn cho mình một thái độ sống tốt đẹp. Có như vậy chúng ta mới buông xuống được phiền não. Chứ bây giờ phiền não nó dậy đầy, chúng ta cứ ôm ấp hoài, làm sao mà chúng ta chịu đựng được. Bây giờ biểu ngồi thiền, sao mà ngồi thiền cho kịp. Đang giận tím tai hết mà làm sao mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật cho kịp. Thí dụ như bây giờ đó, đang nấu cơm đi, đang nấu cơm cho chồng đó, đọc được một tin nhắn của đứa bạn thân: ê mày, ta thấy chồng mày đang chở con nhỏ kia. Lúc đó niệm Phật được không? Mấy cô niệm được không? Làm gì có chuyện niệm Phật. Lúc đó gọi điện cho ông chồng. Gọi điện cho ông chồng, ông chồng không bắt máy, càng nghi ngờ hơn, càng nổi điên tiết lên. Nếu ông chồng bắt máy, chúng ta đủ bình tĩnh mà chúng ta hỏi: anh ơi, anh có khỏe không? Có đủ bình tĩnh hỏi không? Còn khuya, ông đang ở đâu? Ông làm gì? Ở đó với ai? Trời ơi, cái này giống như là mìn mà nổ vậy đó. Ông chồng cũng trốn chứ, ông xuất hiện chỗ đó ông banh xác không chết. Mà ông chồng không bắt máy thì mình lập tức mình gọi điện cho cái đứa bạn, nhắn tin liền: mà thấy ở đâu, ở khúc đường nào, chỗ nào, nhỏ đó mặc đồ nào. Sao niệm Phật được? Niệm Phật đâu có kịp. Không cách nào kịp niệm Phật hết. Bây giờ khi hỏi ra được rồi đó, rồi quý vị làm sao? Mình tưởng rằng là mình có đủ chứng cứ là mình có thể ép được ông chồng à. Ép được không? Ép được không quý vị? Có thể bắt được ông chồng mình chịu lỗi không? Anh quay phim, trả lời giùm câu này coi. Sao con? Lỡ vợ mình thấy gì đó nói mình là mình chịu không? Tùy. Bắt được tại trận thì khỏi chối phải không con? Nhiều anh chối băng luôn, chối trắng án luôn. Trời ơi, đâu có gì đâu. Người quen người ta xin quá gian thì anh chở thôi chứ đâu có gì đâu. Quá gian gì mà 2-3 ngày quá gian lần à. Mấy ông đàn ông này ghê lắm. Ở đây thầy muốn nói về thái độ sống. Một người Phật tử mà có bình tĩnh, có tu tập, người ta đón nhận cái chuyện đó rất là tỉnh táo. Thế à, chồng mình đang chở người khác à. Ừ thì cứ chở đi. Bây giờ nếu chở ngay trước mặt mình nói sao? Ông bỏ con nhỏ quỷ đó xuống à? Mình có nói vậy không? Thí dụ như ổng không nghe, ổng nói để tôi chở cho ông đoạn đường. Bà làm gì ghê vậy? Rồi sao? Cho nên cái cách xử lý của cái người mà có bình tĩnh, có tu tập, người ta rất là khéo léo. Ta khéo lắm, ta khéo là nhờ chỗ người ta tỉnh. Nhờ chỗ người ta tỉnh táo, chứ còn nóng nảy, giận dỗi lên, mình chọn cái thái độ đó để cư xử người thân, thì người thân sẽ bị sốc. Thậm chí có phản ứng ngược lại nữa. Mình thì mình muốn là chuyện đó phải rõ ràng ra, mà rõ ràng ra ai tổn thương? Mình là người tổn thương. Cho nên không ai dạy khờ mà phải chọn cái thái độ như thế cả. Thật nhẹ nhàng. Ừ, chở thì chở đi. Được rồi, cứ chở. Mình sẽ có phương án mình giải quyết. Chở ai cũng được, nhưng phải có trách nhiệm và bổn phận đối với gia đình này. Và phải hiểu cho được rằng anh đem đến đau khổ cho người khác thì chính bản thân anh sẽ chuốc lấy cái đau khổ đó trong tương lai. Sớm hay muộn thôi. Nhân quả rất sòng phẳng, rất là rõ ràng. Cái sai lầm của chúng ta là luôn muốn mọi người, mọi việc phải diễn ra đúng với cái ý của mình.
Muốn những điều tốt đẹp phải kéo dài mãi mãi, không chịu chấp nhận một cái sự thật rằng bản chất của mọi việc nó là vô thường. Chúng ta ít khi nào chấp nhận được chuyện này lắm. Tới khi mà cùng đường lắm rồi chúng ta mới nói thôi đời vô thường mà. Nhưng mà cũng tiếc. Chúng ta phải hiểu cho được rằng sự thật của bản chất mọi việc là vô thường, là biến đổi, là không bền chất. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật nói rồi: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Cảnh thế gian là vô thường, cõi nước chúng ta ở là tạm bợ, thân của chúng ta nó cũng không có chủ, đất nước gió lửa kết hợp lại thành. Khi chúng ta hiểu được tất cả những thứ đang vận hành trong cuộc sống của chúng ta, vốn nó mong manh, nó luôn biến đổi, thì lập tức chúng ta sẽ bình tĩnh lại hơn là manh động. Và chúng ta cư xử với mọi người xung quanh nó văn hóa hơn, tế nhị hơn, và chúng ta có cái sự tôn trọng với người khác hơn là để cho cái cơn giận nó chế ngự mình. Nếu biết được cái tánh tạm thời này, thì thay vì chúng ta chán nản, chúng ta buồn đau, thì lập tức chúng ta sẽ có một thái độ sống tiêu cực hơn. Đó là mình trân trọng mọi thứ chúng ta đang có, và chúng ta không lãng phí thời gian, bởi vì chúng ta biết chắc rằng mai này mọi thứ sẽ thay đổi. Chúng ta không làm lỡ cuộc đời của mình, chúng ta không làm gian dở một số vấn đề, và chúng ta không có làm đau khổ, làm tổn thương bất kỳ ai hết. Nếu chúng ta sống như thế thì làm sao mà người khác làm đau khổ mình được? Có một vị Phật tử quý vị, cái chị này chỉ ăn chay trường, chị ăn gần 20 năm rồi. Năm nay là chị 40 mấy, gần 50 tuổi rồi. Bây giờ đột nhiên cái ông chồng không chịu cho chị ăn chay trường nữa. Ông chồng cũng sanh tật. Mà trước đây ông chồng cũng ăn chay. Tự nhiên bây giờ ông không thích ăn chay nữa. Xuống núi. Đã như thế rồi ông gây áp lực với lại cái chị này. Là bà phải ăn mặn. Chứ bà không ăn chay nữa, tôi thấy ăn chay chán quá, mà bà ăn chay tôi ăn mặn tôi cũng không chấp nhận được, cho nên bà phải ăn mặn với tôi. Bây giờ bà phải chọn. Nếu bà mà không ăn chay, ý xin lỗi, bà không ăn mặn đó, bà ăn chay thì tôi sẽ đi ra ngoài tôi ăn. Mà tôi nói trước cho bà biết là tôi đi ăn là tôi có bạn, chứ tôi cũng không có ăn một mình. Trời ơi, thầy thấy gì mà ngang ngược dữ vậy? Điều đó có nghĩa rằng là anh này đang tuyên chiến mà. Tức là một cách đang muốn có người khác. Và muốn công khai hóa cái mối quan hệ đó. Chỉ dựng vô cái cớ là người vợ ăn chay thôi. Thì người vợ mới hỏi, hỏi thầy chứ bây giờ con phải làm sao? Con ăn mặn lại à? Con vì gia đình thì con cũng ăn được. Nhưng mà thật sự con không dám, con sợ tạo nghiệp sát sanh, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Cái thứ hai nữa, cái mùi lâu quá không ăn, bây giờ con ăn lại cũng không được. Thầy mới nói rằng một khi người kia đã có những cái tâm xấu, những có những cái suy nghĩ ác, những cái diễn biến ở trong tâm nó diễn ra, thì con có làm theo họ thì cái đó nó vẫn tiếp tục. Tức là nếu như con bỏ ăn chay, con ăn mặn, con kè kè bên cạnh người chồng của con, điều đó cũng không phải là cách để cho anh ấy thay đổi được cái suy nghĩ phải dừng lại mối quan hệ bất chính. Chẳng qua anh mượn cớ thôi. Không tin thì con cứ làm theo. Làm theo ảnh đi. Còn ảnh có bỏ cái thói đó không? Bỏ cái tánh đó không? Thì cái cô vợ cổ mới ra điều kiện là cô ăn chay nửa tháng, cô ăn mặn nửa tháng. Cô nói chứ vừa vừa bỏ ăn chay liền bỏ ăn được.
thì cái người chồng cũng đồng ý. Mà quý vị biết, cái cô vợ cổ ăn chay là niềm vui của cổ, là hạnh phúc của cổ, mà cái người chồng không nhận ra được cái niềm vui của vợ mình, ích kỷ vậy đó. Không nhận ra được cái hạnh phúc của vợ mình, mà ép vợ mình phải làm theo ý mình. Còn ngày nào mà chỉ đi theo ảnh ăn là chỉ đau khổ vô cùng, còn ảnh thì ngược lại rất là hả hê, rất là vui vẻ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi. Ảnh cũng không bỏ được cái tánh của ảnh. Ảnh công khai quá cái mối quan hệ với một cái người khác, với người thứ ba. Bởi vì trong tâm của ảnh đã có cái suy nghĩ phản bội, và ảnh đã có những cái hành động phản bội, và ảnh không dừng cái này lại được. Thì chị vợ chỉ tới chùa chỉ nói: sư phụ nói đúng quá, bây giờ con cũng không biết phải làm sao đâu, kệ đi, ổng muốn làm gì đó ổng làm, có ai kệ ổng, già cả hết rồi. Thầy mới hỏi: nhưng mà con có vui không? Ảnh có người khác rồi con có vui không? Ngồi khóc sức mướt. Làm sao người ta chấp nhận được cái cuộc sống mà khi mà mọi thứ nó đang diễn ra một cách êm đẹp. Cái chị vợ này chỉ có cái suy nghĩ rằng là chị không có làm gì có lỗi hết. Chị đâu có làm gì có lỗi đâu. Chỉ lo cho một mặt, một bề lo cho chồng, cho con, lo cho gia đình chu đáo như vậy. Tại sao anh này lại đối xử tệ như vậy? Thầy mới khuyên với lại cái chị Phật tử đó rằng: cái gì nó cũng không ra khỏi hai chữ nhân quả. Mình sống hết lòng vì người thân, mà người thân không sống vì mình, họ sống vì bản thân của họ, thì chắc chắn một ngày nào đó họ cũng sẽ gặp phải những cảnh khổ đau tương xứng, sẽ chuốc lấy những thứ khổ đau, sẽ gặp phải những con người phản bội. Hãy gieo nhân phản bội thì sẽ chuốc lấy quả phản bội. Đó là chắc chắn. Thay vì con chán nản, con đau buồn, thì con hãy trân trọng cái cuộc sống này. Con còn đang sống nè, con còn đang khỏe mạnh nè, con còn đang có thời gian để tu tập, để ăn chay. Con hãy tận dụng tất cả những thứ đó đi. Lỡ mai này vô thường đến rồi, con không làm được nữa. Nó không lỡ cuộc đời của mình. Khi chúng ta biết được cuộc đời là vô thường thì chúng ta sẽ bằng lòng với tất cả mọi thứ, và chúng ta biết được rằng nó là chuyện bình thường. Khó lắm nha quý vị. Đây là một đẳng cấp cao trong tư duy của người Phật tử đó. Biết được vô thường là biết, nhưng mà đối diện với lại vô thường đổi thay là không có chịu nổi đâu. Nhất là sự phản bội của người bạn đời. Cho nên khi chúng ta biết ra được mọi thứ là vô thường rồi thì chuyện gì nó xảy ra cũng là bình thường. Chúng ta không còn xem chuyện đó là quan trọng, không có quán than, không có khổ sở, không có dằn vặt khi mất đi những thứ mà chúng ta cho rằng nó thuộc về mình. Buông bỏ như thế chính là chúng ta xác lập được một đời sống của người không có phiền não. Ở đây quý vị đừng có hiểu lầm rằng chúng ta buông bỏ là chúng ta cố quên. Hoàn toàn không phải như thế. Không phải buông bỏ là chúng ta mặc kệ, không phải buông bỏ là chúng ta quán trách hay là chúng ta trốn tránh, mà buông bỏ là chúng ta dùng cái nhìn của một người học Phật, biết và hiểu sâu về vô thường. Cho nên đối diện với những sự đổi thay của cuộc đời, chúng ta hiểu ra được rằng nó đã trở thành chuyện bình thường trong cõi phù hư.
Nói hay gì mà không vỗ tay. Không phải thầy muốn quý vị vỗ tay để khen đâu. Muốn quý vị vỗ tay cho tỉnh ngủ. Thầy thấy có một số người ngủ kìa. Trời ơi. Ta nói hay gì mà ngồi gục lên gục xuống kìa. Khi chúng ta có tư duy đúng đắn như thế, mọi chuyện đã xảy ra một cách bình thường, mọi chuyện diễn ra là chuyện bình thường, thì lập tức chúng ta sẽ không có cái ý muốn kiểm soát nó nữa. Cái trạng thái của chúng ta không muốn kiểm soát nó để chúng ta được bình an, nó hoàn toàn khác hẳn với lại trạng thái tâm lý là nản quá, buồn. Hai cái này khác nhau nha. Chán nản quá, bực bội quá, sầu hận quá, dẹp. Đó là một trạng thái tâm lý bắt nguồn từ sân hận. Còn ở đây chúng ta hiểu được mọi thứ vốn là thay đổi, mà sự thay đổi này nó trở thành bình thường, cho nên chúng ta không bận lòng về nó, chúng ta không thèm quan tâm tới nó. Cái không thèm quan tâm, không bận lòng này, nó mới thật sự xuất phát từ tư duy của người có tuệ giác. Đó là muốn buông bỏ, chứ không phải chúng ta lẫy mặc kệ, muốn làm gì làm. Không phải. Cái mặc kệ đó là còn tức, còn giận. Giống như đứa con vậy đó, mình khuyên nó không nghe, nói hoài, nó không nghe lời mình, nó kệ mày, mày muốn làm gì đó mày làm. Cái gì mà thục của chó hả? Hai trạng thái tâm lý này hoàn toàn khác nhau nha. Cho nên khi chúng ta không còn muốn kiểm soát mọi thứ, thì lập tức chúng ta giải phóng mình ra khỏi những cái thứ buộc ràng bởi cái tôi của mình. Từ xưa tới giờ đó là cái gì cũng phải theo ý mình hết, thì mình mới chịu. Mà không theo ý mình là có chuyện. Bây giờ chúng ta không bận lòng nữa, chúng ta không quan tâm nữa, chúng ta không để cho mình bị buộc ràng bởi cái ý nghĩ của mình nữa, bởi cái tôi của mình nữa. Lúc đó thật sự quý vị đang đứng ở trên một đỉnh non cao, ngút ngàn mây trời gió núi lòng lòng. Tâm nó thanh thản lắm. Chúng ta không còn vướng bận bất kỳ một điều gì nữa. Đó mới là cái an ổn thật sự. Bởi vì sao? Bởi vì việc gì đến chúng ta cũng biết hết. Nó sẽ đến. Nó đủ duyên nó sẽ hiện ra, nó không đủ duyên nó sẽ tan biến. Tất cả chúng ta đều biết rõ nó có mặt hay không có mặt trong cuộc sống này. Nhưng nó không có chi phối mình, nó không trói buộc mình, và nó không khống chế mình giống như trước đây. Trước đây chúng ta quen sắp đặt rồi. Ông chồng sáng chúng ta phải để bộ đồ đó, là ông phải mặc bộ đồ đó, chứ mặc bộ đồ khác là không chịu. Nấu món nào là phải ăn món đó, không được có ý kiến. Mấy cô là hay có ý kiến vậy lắm, hay có chủ quan độc tài kiểu đó lắm. Nhưng mà lỡ nấu món đó ông chồng không thích ăn là làm sao? Hoặc giả là ông ăn không hợp khẩu vị, ông ăn không ngon là làm sao? Giống như có cái anh đó, anh kể thầy nghe vui lắm. Sáng đó anh đi đám tang một người bạn mất, mà chị vợ lấy cho ảnh một cái áo màu cam có cái bông hướng dương to đùng. Tại chị mới đi du lịch Thái Lan, chị mua cái áo đó cho ảnh, cho nên là chị phải ủi bộ đồ đó cho ảnh mặc. Mà tội nghiệp cái ông chồng ghê á, không dám cãi nghe quý vị, trội ngoan quá là ngoan luôn. Mặc cái áo màu cam bông hướng dương bự chà bá vậy đó. Xong rồi tới nhà thằng bạn mượn cái áo sơ mi trắng thay ra mặc đi đám tang. Rồi xong rồi quay trở lại trả cái áo trắng đó, mặc cái áo bông hướng dương về giấc trưa ăn cơm cho vợ vui. Trời ơi, ngoan vậy đó mà còn không thương nữa. Thầy nghe anh chồng kể mà thầy mắc cười gì đâu. Nói vợ con là thôi bất khả tư nghì sư phụ. Muốn cái gì là chồng con phải làm theo cái đó, là không được là không được nha. Mua đôi dép đó là phải mang đôi dép đó. Mua bộ đồ đó là phải mặc bộ đồ đó. Nấu cái gì là phải nấu cái đó. Ăn cái đó chứ không thay đổi. Không được ý kiến, không được ý cò gì hết á.
Thầy nói chắc cái chị vợ này đó là em gái của Từ Hy Thái Hậu còn sót lại. Độc tài, độc đoán, kèm một chút độc ác. Thì thưa với lại quý vị, cái trạng thái tâm lý an ổn của chúng ta có được khi chúng ta hiểu được rằng mọi việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, vui hay buồn, tất cả đều do nhân duyên. Chỉ có người hiểu được cái điều này thì họ mới có thể đặt xuống những cái gánh muộn phiền và không bị cái tôi nó khống chế, nó cố chấp nữa. Đã làm xong cuộc đời của chúng ta như vậy là hết rồi, không có chuyện gì mà phải phiền não nữa hết. Tất cả những điều kiện bên ngoài chỉ là hỗ trợ chúng ta trong một khoảng thời gian nào đó. Những thứ mà ta đang có là những thứ gì? Nếu gắn liền với cái bản ngã của mình, với cái tôi cố chấp của mình, mà cái bản ngã của mình nó thiên vị theo chiều hướng tham lam, tật đố, ích kỷ, sân hận, si mê, lập tức phiền não sẽ có mặt. Nhưng nếu như chúng ta biết nhận ra được rằng ngay cả phiền não nó cũng là nhân duyên, nó cũng giả tạm, nó cũng không thật, thì ngay nơi đó phiền não là bồ đề. Vì mình đủ tỉnh táo để mình nhận ra được rằng bồ đề phát sinh từ mảnh đất phiền não. Đọc một tin nhắn, đổi sắc mặt là do đâu? Do tâm tham chấp của chúng ta. Tôi ở nhà tôi nấu cơm, tôi giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, mà giờ này ổng còn hú hí với gái, tức không? Tức quá trời quá đất, phiền não ngút ngàn bốc lên. Nhưng một người có học Phật ta hiểu được rằng duyên nợ cũng chỉ là tạm bợ trong cõi dương trần này mà thôi. Cuộc tình nào mà không đến hồi kết thúc? Duyên nợ nào mà không phải đến lúc phôi pha? Tất cả chỉ là nhân duyên thôi. Gặp nhau thì thương nhau, quý nhau. Không thương nhau, không quý nhau thì không có buộc ràng nhau, không làm đau khổ nhau nữa. Hiểu được nhân duyên chi phối thì tin nhắn đó sẽ không làm cho người phụ nữ phải đổi sắc mặt, phải giận dữ, phải oán trách, phải dỗi hờn, mà lòng rất bình thản. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thật nhẹ nhàng để lòng mình thanh thản. Hãy có duyên nợ thì còn đến với nhau, còn không có duyên nợ thì thôi, chúng ta không thuộc về nhau, vậy thôi. Chứ mắc cái gì mà đi sân si, đi la làng la sớm. Cái này phải tỉnh đó. Không tỉnh là không bao giờ được an lạc đâu quý vị. Cho nên phiền não có mặt, chúng ta cũng không có phải sợ hãi gì hết. Bởi vì có phiền não, chúng ta mới nhận ra được nguyên nhân nào đem tới những khổ đau. Và hễ hiểu được nguyên nhân thì chúng ta sẽ tìm ra được cách đối trị nó. Hễ mà đối trị được với nó thì lập tức phiền não sẽ không còn và an lạc sẽ có mặt. Khi tâm của chúng ta đã đủ lớn, khi lòng của chúng ta đã bao dung được và khi trí của chúng ta đã đủ sáng suốt, thì thưa với lại quý vị, cho đến một ngày chúng ta nhìn thấy những thứ phiền não mà ngày xưa lẽ ra chúng ta chết lên chết xuống, thì bây giờ chúng ta cảm thấy chuyện đó nó nhẹ giống như là một sợi tơ hồng. Nó rất nhẹ nhàng đi qua cuộc đời của chúng ta, không có gì mà khiến cho chúng ta phiền não. Thậm chí chúng ta vẫn có thể nở được một nụ cười. Ồ, sao mà họ đó mình giỏi quá vậy ta? Người mà có cái tâm hồn luôn tỉnh táo, nhận chân ra được mọi thứ là vô thường, là nhân duyên, là giả hợp, thì lập tức không có lý do gì mà chuyện bé xé thành chuyện to, mà người đó sẵn sàng mở lòng ra, chuyện to biến thành chuyện nhỏ,
Thì như vậy chúng ta không bị vướng kẹt vào trong oán hờn, chấp trước của tham lam, ích kỷ, si mê. Đây là phương pháp rất thực tế để chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ làm được điều này, và nó có mặt ngay trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng tránh né, chúng ta đừng có trốn chạy, chúng ta đừng có phải phản kháng nó, mà chúng ta đối diện với nó một cách nhẹ nhàng, thật tỉnh táo, dưới ánh sáng tuệ giác của một người học Phật. Thầy tin chắc rằng quý vị sẽ nhận chân được phiền não và đoạn trừ phiền não. Xin tạm biệt quý vị.